Sau khi chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc, các quốc gia châu Á mong muốn có được một sân chơi phi bạo lực để tìm hiểu lẫn nhau. Không súng đạn, không đổ máu, thể thao đã được lựa chọn để trở thành phương thức cạnh tranh giữa các nước. Kỳ ASEAN đầu tiên được tổ chức tại Ấn Độ vào năm 1951 và trở thành sự kiện thường niên diễn ra 4 năm một lần cho tới tận ngày hôm nay. Đây không chỉ là cơ hội để cho các vận động viên có cơ hội thi đấu và cọ sát với những đối thủ mạnh, mà còn là giấc mơ về việc chạm tay vào đỉnh vinh quang của châu lục. Đối với người Hàn, việc được xem như một cường quốc về eSports khiến cho kỳ vọng đặt vào họ rất lớn. Chưa kể tới việc giành huy chương vàng trong các nội dung thi đấu chính thức sẽ cho các vận động viên một tấm vé được miễn nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Sau thất bại của đội tuyển Liên minh Huyền thoại Hàn Quốc tại ASEAN 2018, sức nóng của Á vận hội trong mắt người yêu thể thao nói chung và Liên minh Huyền thoại nói riêng càng được gia tăng. Bởi vì đây sẽ là cơ hội ngàn vàng để họ có thể phục thù và tiếp tục được chứng kiến trùm cuối của tựa game Faker được thi đấu tại sân chơi tầm cỡ châu lục. Có rất nhiều tiêu chí để có thể được lựa chọn vào đội hình danh giá đại diện cho quốc gia tham dự Á vận hội, và thành tích tại Marseille sắp tới tại London cũng là một trong số đó. Với 4 lần về nhì liên tiếp trong vòng chưa tới 1 năm, sẽ không có gì đảm bảo rằng Faker cùng với 4 người đàn em sẽ có được thành tích tốt nhất tại giải đấu sắp tới. Và cho tới lúc đó, liệu suất thi đấu tại ASEAN và danh hiệu cuối cùng còn thiếu trong bộ sưu tập của Tàng Hành Mây Khói? Hôm nay, hãy cùng tôi, bình luận viên Hoàng Luân, đánh giá vị thế của Faker tại ASEAN có trở nên lung lay nếu tiếp tục thất bại tại MSI hay không. Trước khi bước vào video, các bạn đừng quên nhấn nút like và sub cho kênh của Lu, cũng như để lại những bình luận góp ý ở bên dưới. Để chọn một đội hình đại diện cho quốc gia đi tranh tài tại châu lục, đương nhiên Kespa sẽ cần những tiêu chí khá cụ thể. 6 cái tên cuối cùng, bao gồm 5 tuyển thủ chính và 1 tuyển thủ dự bị, sẽ được lọc ra từ 20 cái tên trong đợt sơ tuyển. Tất nhiên, đó đều phải là những cái tên có đóng góp cho nền Liên minh Huyền thoại nước nhà, sở hữu bản thành tích cá nhân và tập thể ấn tượng. Đây không phải là lần đầu tiên mà chủ đề đội hình Liên minh Huyền thoại ASEAN Hàn Quốc được bàn tới. Với việc đã 4 năm trôi qua kể từ ASEAN 2018, thì năm 2022 chính là thời điểm mà kỳ Á vận hội tiếp theo được tổ chức. Vào ngày 14 tháng 4 năm 2022, Kespa đã đưa ra danh sách sơ bộ sẽ tham gia vào một trại huấn luyện nhằm tìm ra đội hình cuối cùng. Đó là Zed và Kin ở đường trên, Honor và Canyon ở vị trí đi rừng, Faker và Chovy ở đường giữa, Gumayushi và Depp trong vai trò xạ thủ, Keria và Barrel trong vai trò hỗ trợ. Lưu ý rằng ở thời điểm đó, đây đều là những cái tên tốt nhất có thể nếu xét về màn trình diễn cá nhân cũng như thành tích tập thể. Khi đã vào tới đợt huấn luyện thì những tiêu chí cụ thể hơn sẽ được đề ra, kỹ năng cá nhân, khả năng làm việc nhóm và đánh giá thái độ đào tạo. Tuy vậy, sau đó Kaspa đã vướng vào một lùm xùm khá tai tiếng xoay quanh đợt huấn luyện này. Họ bị cho rằng đã sử dụng các tuyển thủ nhằm mục đích kiếm tiền chứ không thật sự có một đợt huấn luyện nào. Cùng với đó, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Hàn Quốc, Koma, đã vạch trần sự thật về việc thật ra anh không có chút quyền lực nào trong những quyết định quan trọng liên quan tới nhân sự của đội hình. Cộng với tình hình Covid-19 đang lan rộng trên toàn thế giới nói chung, cũng như địa điểm tổ chức ASEAN nói riêng, nên tất cả mọi kế hoạch đã bị hủy bỏ và quay trở lại vạch xuất phát. Sau một năm kể từ ngày ASEAN chính thức bị tạm dừng, tình hình dịch bệnh trên thế giới đã có nhiều tiến triển và Á vận hội lại có cơ hội được khởi tranh. Chính vì vậy, thông tin về đội tuyển Liên minh Huyền thoại ASEAN Hàn Quốc lại trở thành một đề tài mà người hâm mộ quan tâm. Đương nhiên, so với thời điểm một năm trước thì mọi chuyện đã trở nên rất khác. Nên thước đo của 10 cái tên xuất hiện trong danh sách sơ tuyển ngày 14 tháng 4 năm 2022 cũng không còn chính xác. Giờ đây, chúng ta sẽ phải xem xét lại tất cả mọi thứ từ đầu. Về đội tuyển quốc gia Hàn Quốc trong bộ môn Liên minh Huyền thoại, chúng ta sẽ để dành vào một video khác có thời lượng lớn hơn. Còn ngày hôm nay, chúng ta sẽ chỉ tập trung bàn đến Faker và vị thế của anh trong đội tuyển quốc gia mà thôi. Không giống với đợt sơ tuyển lần trước, nơi chỉ có 10 cái tên, giờ đây con số đó đã tăng lên gấp đôi, thành 20. 4 cái tên được xướng lên ở vị trí đường giữa bao gồm ZK, Faker, Chovy và Showmaker. Với việc tới tháng 6 mới chốt danh sách cuối cùng thì kết quả tại MSI sẽ là thước đo chuẩn xác nhất. Vì vậy ZK với Showmaker sẽ khá khó có cửa để trở thành cái tên đại diện cho khu vực Hàn Quốc, trừ trường hợp kết quả tại MSI của Chovy và Faker là không thể nào tệ hơn. Còn không thì đây sẽ chỉ là cuộc đua của Chovy và Faker mà thôi. Nếu như một năm trước Faker gần như chắc suất so với người đàn em của mình, thì cho tới thời điểm hiện tại, hai người chơi này gần như ngang cờ nhau. Tất nhiên, nếu xét chung tất cả các tiêu chí, thì Faker vẫn sẽ phần nào được đánh giá cao hơn Chovy một chút. Nhưng sẽ không có gì đảm bảo rằng tuyển thủ huyền thoại nhà T1 sẽ không phải ngồi nhà xem ASEAN qua màn ảnh nhỏ. Đầu tiên, hãy nói về những lợi ích mà đội tuyển quốc gia có được khi có sự phục vụ của Faker và Chovy. Đối với huyền thoại của tựa game, không có gì phải bàn cãi về kinh nghiệm cũng như những trải nghiệm tuyệt vời mà anh đã tích lũy sau 10 năm thi đấu đỉnh cao.
kinh qua rất nhiều những trận đấu sinh tử, nếm trải đủ dư vị đắng cay ngọt bùi của cuộc đời một tuyển thủ, Faker đủ sức để giữ bình tĩnh trong mọi tình huống. Danh tiếng của anh là độc tôn tại khu vực Hàn Quốc. Có anh trong đội hình, sự an tâm sẽ được gia tăng đáng kể, bởi người Hàn biết rằng trục đường giữa đang được trấn giữ bởi một cái tên vĩ đại của lịch sử tựa game. Tuy vậy thì kinh nghiệm và danh tiếng đang là những lợi thế duy nhất để Faker có thể đem ra so sánh trực tiếp với Châu Vi. Chàng trai sinh năm 2001 dần chứng tỏ được bản lĩnh của mình và không còn quá vô duyên với danh hiệu. Danh tiếng đương nhiên không thể so sánh với trực tiếp Faker, nhưng bản thân Châu Vi cũng được lòng rất nhiều người hâm mộ bởi tài năng xuất chúng của mình. Anh có thể sắm cho mình nhiều vai trò khác nhau, chứ không chỉ là cỗ máy dọn lĩnh như trước nữa. Nếu như có Châu Vi trong đội hình, đội tuyển quốc gia Hàn Quốc sẽ không còn phải lo lắng về việc tìm ra một carry đích thực trong trận đấu. Thành tích trong khoảng 2 năm trở lại đây sẽ là một yếu tố quan trọng để xem xét về vị trí chính thức trong đội hình ASEAN. Về khoảng này thì Faker cũng không hề nhỉnh hơn Châu Vi một chút nào. Thành tích đáng chú ý nhất của Faker chính là chức vô địch hoàn hảo cùng T1 ở giai đoạn mùa xuân 2022. Còn lại là chuỗi 4 lần về nhì liên tiếp, kéo dài từ MSI năm ngoái cho đến nay. Với Châu Vi, thành tích cũng chỉ dừng lại ở mức lọt tới tứ kết chung kết thế giới 2021 cùng với Hanwha Life, Á quân LCK mùa xuân 2022, nhưng nổi bật nhất là 2 lần vô địch LCK liên tiếp. Nếu xét về thành tích quốc nội thì Châu Vi nhỉnh hơn Faker một chút, vì đã thành công bảo vệ ngôi vương với chức vô địch LCK gần nhất. Nhưng nếu xét trên bình diện quốc tế thì chắc chắn rằng quỷ vương của chúng ta sẽ là người giành chiến thắng với việc ít nhất lọt tới bán kết trong 3 sự kiện quốc tế gần nhất. Vì vậy, ở khoảng này có thể coi là 2 tuyển thủ cũng ngang bằng nhau. Cuối cùng, dù không chính thức nhưng sức ảnh hưởng của tuyển thủ cũng là một yếu tố quyết định. Nếu như bạn còn nhớ, vào năm 2018 khi mà SKT đang gặp đại khủng hoảng cả về mặt nhân sự lẫn thành tích thì Faker vẫn là gương mặt được đông đảo fan lựa chọn để tham gia giải đấu All-Star tại Las Vegas. Đó không phải là lần duy nhất mà Faker vượt xa những cái tên đình đám khác trong các đợt tuyển chọn. Đương nhiên, Châu Vi cũng không phải ngoại lệ. Anh có thể tài năng, bản lĩnh và cũng chẳng ít người hâm mộ. Nhưng nếu để so với Faker về mặt sức ảnh hưởng thì thật quá khập khiễng. Chưa rõ tiêu chí chọn người của Kaspar sẽ cụ thể như thế nào, nhưng nếu yếu tố này được xét đến thì Faker sẽ cảm thấy yên tâm trong việc giữ một suất tại đội tuyển quốc gia. Sau khi xem xét tất cả mọi vấn đề về tiêu chí thì ta có thể thấy rằng vị thế của Faker tại ASEAN đang không được đảm bảo. Kỹ năng không hoàn toàn vượt trội so với Châu Vi, thành tích trong quá khứ cũng vậy. Tất cả những gì còn ở trước mắt chính là thành tích tại MSI. Nếu như không thể nâng cao chiếc cúp danh giá này lần thứ 3 trong sự nghiệp thì khả năng Faker sẽ bị mất suất tại đội tuyển quốc gia là khá cao. Đương nhiên, trong trường hợp thành tích của Châu Vi còn tệ hơn cả người đàn anh thì đó vẫn sẽ là một tin mừng dành cho những ai yêu mến huyền thoại sinh năm 1996. Chúng ta không thể không cảm thông một phần cho Kaspar vì việc chọn nhân sự vốn đã rất đau đầu. Và người được đặt lên bàn cân ở đây là Faker thì sẽ càng khó thêm vạn lần. Việc không chọn Faker sẽ chỉ đem đến một lợi ích duy nhất, đó là tạo cơ hội cho lớp trẻ tài năng hơn có cơ hội cọ sát trong một sân chơi tầm cỡ châu lục. Được phục vụ cho quốc gia là vinh hạnh mà bất cứ tuyển thủ thi đấu nào cũng mong muốn, chứ không riêng gì Liên minh Huyền Thoại. Faker đã từng góp mặt tại ASEAN 2018, dù khi đó Liên minh Huyền Thoại không được coi là một bộ môn tranh huy chương chính thức, còn Châu Vi vẫn chưa có được vinh dự này. Nếu cơ hội đến với Midland nhà Genji, đây có thể là một tiền đề tuyệt vời để khai mở những mảnh ghép thiếu sót còn lại của Châu Vi, biến anh trở thành huyền thoại tiếp theo kế nhiệm di sản mà Quỷ Vương bất tử để lại. Ở chiều ngược lại, nếu như Faker không được lựa chọn để trở thành đại diện cho Hàn Quốc tại ASEAN thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người hâm mộ của Quỷ Vương lên tiếng chỉ trích Kaspar. Cần nhớ rằng đây có thể sẽ là cơ hội cuối để Faker giành được huy chương vàng ASEAN về cho tổ quốc. Và như một lẽ hiển nhiên, người hâm mộ của T1 nói chung và Faker nói riêng sẽ muốn thấy biểu tượng của đội tuyển có được vinh quang này. Còn nếu như Faker được chọn tới ASEAN thì mọi thứ cũng không có gì đảm bảo rằng Faker lẫn Kaspar sẽ không nhận lấy những chỉ trích. Nếu như Faker có thành tích tệ tại MSI và cũng thi đấu không thành công trong màu áo đội tuyển quốc gia, có lẽ người ta sẽ chỉ trích Kaspar lựa chọn tuyển thủ chỉ trên danh tiếng. Faker sẽ nhận còn nhiều lời dèm pha hơn nữa, và chẳng có ai muốn tuyển thủ mà mình yêu mến phải chìm trong những lời lẽ chẳng mấy hay ho của một bộ phận anti-fan quá khích. Sự xuất hiện của Faker sẽ khiến cho đội tuyển Hàn Quốc mạnh hơn hay yếu đi? Câu trả lời cuối cùng vẫn sẽ là mạnh hơn, nhưng không vượt trội như trong quá khứ, cũng không hề vượt trội so với Châu Vi. Kinh nghiệm và danh tiếng là những thứ mà Faker có rất nhiều, nhưng để chạm tay vào tấm huy chương vàng, đội tuyển Hàn Quốc sẽ cần nhiều hơn thế. Bản lĩnh của Faker, kỹ năng thượng thừa của Châu Vi. Nếu như có thể thì huấn luyện viên Koeman nên suy nghĩ tới chuyện mang cả hai cái tên này tới với kỳ Á vận hội sắp tới. Hiện tại vẫn còn quá sớm để có thể khẳng định rằng Faker sẽ là cái tên được chọn trong đội tuyển quốc gia Hàn Quốc hay không, vì con sẽ phải dựa vào thành tích của MSI tại London sắp tới. Còn các bạn nghĩ sao về ASEAN? Faker sẽ giành lấy huy chương vàng và tiếp tục kéo dài sự nghiệp lẫy lừng của mình, hay Châu Vi sẽ có lần đầu tiên được đại diện cho tổ quốc để tranh tài với cả châu lục?
Anh em hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận bên dưới. Nếu thấy video này hay và hấp dẫn, đừng quên cho Lu một like, một sub, nhấn vào chuông nhận thông báo và đưa ra những ý tưởng cho video tiếp theo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.